Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành vợ người ta mới tiên. Em tên Trương Thị Thi Tiên, em đến từ Huế. Rồi, chào bạn, bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Dạ. Mời bạn trai, bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Việt Nam, em 35 tuổi. Nguyễn Việt Nam? Dạ. Đúng số 35 luôn? Dạ. Quê đâu? Quê em ở Huế. Ở Huế luôn à? Cùng quê với nhau rồi ha. Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Nghe lạ lạ. Dạ em vào Sài Gòn 10 năm rồi. Bây giờ ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở một mình. Ba mẹ ở ngoài Huế luôn? Dạ ba mẹ ở Huế. Mình làm công việc gì? Dạ kinh doanh phần mềm kế toán. Bạn nữ mình giới thiệu lại về bản thân mình. Em tên Trương Thị Thi Tiên, em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về thực phẩm chức năng với lại spa chăm sóc sắc đẹp. Vậy hả? Mình làm công việc này được lâu chưa? Em làm công việc này được khoảng 1 năm. Mình vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào được 8 năm. Vậy bây giờ mình vào đây ở với ai vậy? Hiện tại em ở nhà Nhi. Còn ba mẹ mình vẫn còn ở ngoài đấy. Có ai về quê thăm nhà không? Dạ có. Hy vọng là năm nay là về có người đi chung cho vui ha. Mình giới thiệu một chút xíu về mà cá bản thân của mình. Em là một người có cá tính theo kiểu miền Nam, thẳng thắn. Nếu mà gọi là theo kiểu tính gái Huế chuẩn mực thì em không phải kiểu gái Huế xưa như vậy. Em nghĩ những cái điểm thân thiện, dễ gần thì đó là đặc điểm mạnh của em. Những mặt hạn chế? Hơi cổ hủ một xíu trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình. Cổ hủ là sao bạn? Người phụ nữ phải biết lo cho gia đình. Không chỉ là biết ham mê công việc ở bên ngoài. Vậy là quá tốt, cái điều này sao lại khuyết điểm được? Điều này là các bạn nam rất là thích. Hai bạn đều ở Huế. Sao bây giờ hai người không thử nói tiếng Huế với nhau đi? Mình trao đổi những thông tin gì với nhau, mình cảm thấy là cần muốn tìm hiểu gì? Cho em hỏi là nếu mà anh lập gia đình thì trong gia đình có bắt buộc là phải có sanh con trai hoặc là con dâu là phải có những chuẩn mực như thế nào không ạ? Không, tuy là mình là con đầu nhưng mà không hẳn là phải sanh con trai hay con gái, tại vì sanh con nào cũng là con. Tại vì có nhiều gia đình ở Huế là bắt buộc là phải có con trai. Không, cái đó là tùy gia đình thôi. Nếu như hai người đồng ý nhau thì mình có tiến tới hôn nhân liền không em? Chắc chắn rồi. Tại vì mục đích là mình đi kiếm vợ mà. Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành vợ người ta mới tiên. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Không cần hỏi ý kiến gia đình nữa hả? Tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nếu mà gia đình can thiệp nữa thì thôi không lo nữa. Bạn nữ thì sao? Đối với em thì mặc dù là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải có thời gian tìm hiểu cho nó rõ ràng. Chứ mình lại nhau về sống với nhau cả đời chứ không phải là chỉ để một thời gian rồi lại không hợp rồi lại ly dị. Theo như bạn bao nhiêu lâu là tìm hiểu hợp lý nhất? Khoảng 6-8 tháng. Bạn có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Một người bản lĩnh trong cái hoàn cảnh là có thể là người ta làm ăn thua lỗ hay gì đấy nhưng người ta biết đứng dậy và lo được cho gia đình, đồng thời là một người biết tôn trọng và là người biết chia sẻ. Về ngoại hình mình có đưa ra cái chuẩn gì không? Em thích nam cao khoảng từ 1m7 trở lên. 1m7 trở lên, tại vì em đã cao 1m7 sau 3 rồi, em còn mang đôi giày cao nữa. Ngì quá. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em 1m5. 1m5. Bên đây cao lắm nha, bên đó cao nhiều. 1m5 đó. Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô với vườn. Bề cao là bề ngoài thôi, còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừu tượng quá. Mình có tật xấu gì không? Có chứ chị. Mình khai ra. Một người mà không có tật xấu rồi là thần thánh rồi. Rồi tật xấu của bạn là gì? Hay đi nhậu. Nhậu nhiều không? Nhậu thì không nhiều. Uống nhiều chai? Hai chai. Hai chai nhậu gì? Tại vì tôi không biết nhậu hai chai mới xỉn rồi mà không biết đưa về nhà mới gọi là xấu. Trời, tật xấu gì nữa? Giờ còn chưa nhớ ra nữa. Trời ơi, chắc cái gì cũng xấu hết quá à. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Biết nội trợ, ăn nói nhỏ nhẹ. Ông gái Huế thường nội trợ giỏi lắm. Điều gì không thích ở người phụ nữ? Đừng có nói nhiều về một vấn đề. Nói dài á phải không? Nói dài. Phụ nữ nào cũng nói dài hết trơn. Thôi được rồi, về bển đi. Vậy đủ rồi đó. Bên đây người ta dễ thương lắm á. Dạ, chào bạn. Nãy giờ mình nghe tiếng bên đây thấy nó trầm trầm, nó lặng lặng, nó buồn buồn sao đó. Dạ. Mình sôi nổi lên chứ. Dạ. Tính bạn có sôi nổi không? Dạ, tại vì
lên sân khấu nó hơi rung xíu. Hơi rung hả? Dạ. Bây giờ hát một cái câu gì đó cho nó vui vui tí nào, đừng có nhẹ nhàng, nó phải sớm tụ lên xíu. Bài này thì nó vừa vừa, nó không có. Rồi nào, 2, 3. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Dịch. Dịch ra. Chiều em chiều. Hả? Em cái này chiều. Nói biết. Em biết thôi nha, em không biết dịch. Nên bây giờ hát bài tặng lên bên kia liền. Em không biết hát. Biết em... làm thơ không? Dạ không. Biết múa không? Dạ không. Không biết gì hết hả? Dạ. Thế thường là bạn giải trí bạn gì? Xem kịch hài rồi đọc truyện cười. Đọc truyện cười có nhớ chuyện nào cười cười không? Có nhưng mà không đầy đủ. Tao kể thử coi. Trời ơi, lại gặp người phụ nữ đẹp cứ ngồi cười vậy hoài hả? Thôi sợ quá hả? Đây là... nhút nhát quá hả? Đây là lý do em ế mà. Bây giờ hai người gặp nhau là phải vồn vã liền. Mình chứng minh được cái buổi đầu tiên gặp ấn tượng nha. Chuẩn bị. Bây giờ trước khi hai bạn trò chuyện với nhau, bạn không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em không thích là người mà ngày nào cũng nhậu, nhậu nhạc quá nhiều. Nếu bạn trai đã nhỏ tuổi hơn mình em chịu không? Nhỏ tuổi hơn thì em vẫn chịu. Tại vì tuổi tác thật ra nó không phải là vấn đề. Vấn đề là cái tính cách có chỉnh chặn hay không. Vùng miền em có quan trọng không? Chung một vùng miền mà. Thì không có nhiều người mình ở đó mình không thích người ở đó. Lúc trước em cũng có quen bạn trai người Huế và không thành, cho nên cũng không có ấn tượng lắm. Không thích người Huế luôn. Nhưng bạn trai nhút nhát quá giống như cái anh nó bển, em thích không? Nhục nhạc, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu, nếu người ta có những điểm tốt thì mình cũng vẫn tìm hiểu. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau. Kéo màn lên ha, làm sao thuyết phục bạn gái liền nha. Gặp sao mình nói liền cái gì đó, ngồi cười hoài tao không để ý đâu ha. Chuẩn bị 2 phút bắt đầu. Chào. Trong gia đình anh bao nhiêu anh em ạ? Chỉ có 3 anh em, anh là đầu. Nhà em thì có 2 anh em. Anh trai đã lập gia đình rồi. Em có sờ gia trưởng không? À, có, cái đó là chắc chắn. Không, mình không gia trưởng. Nhưng mà... cái đó... cầm gì á? Người ta chưa mua. Này là tặng em. Trời ơi. Cảm ơn. Kỷ niệm lần đầu tiên. Và... đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn. Nói gì đi, nói gì cái ban đầu coi. Thì tay run quá vậy. Cảm giác... bạn gái thế nào? Lần đầu tiên gặp gỡ nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi. Khoanh tay lại. Dung quá. Nói đi, cảm giác sao? Một người đẹp thế này, cao hơn mình. Thì em có không thích người thấp như anh không? Thì nói thật là em cũng thích cao. Nhưng mà nếu mà người thấp nhưng có cái giá trị người ta cao thì em vẫn thích. Bây giờ thí dụ gặp một cô gái trước mặt mình, mình yêu cô gái đó quá, mình thích cô gái đó quá, mình nói gì? Anh yêu em. Nhanh như vậy nói nhìn thẳng vô mắt chứ. Mạnh mẽ lên nào. 2, 3 bắt đầu. Em không nói được anh ơi. Giờ nói không được phải không? Dạ. Nhào vô luôn. Nhào vô mình ôm đại đi. Cái gì mà đứng mà cứ thủ hoài vậy. Vô. Làm đi, không nói thì hành động. Mình cầu hôn hay là mình tỏ tình gì đó. Quỳ xuống, mình nâng tay rồi lên mình nói chuyện. Cái này em cũng chưa biết nên nói sao. Không có chuẩn bị trước còn không biết nói. Bây giờ mình tập mình làm luôn tại chỗ. Con tim mình sao? Nhìn cổ đi, nhìn tôi làm chi, nhìn hoài vậy. Bây giờ cảm nhận đầu tiên gặp gỡ con tim mình sao? Nói thật cho cô ấy nghe đi. Đầu tiên thì thấy rung rồi. Đời lạc nó hết rung. Tiến tới nắm tay bạn ấy một cái đi. Mau lên, tiến tới nắm tay. Có. Hung tay một cái. Bắt tay. Được rồi. Nãy giờ tập rồi, bây giờ bạn ngồi xuống đi. Bây giờ bắt đầu hai người trò chuyện, chúng ta có 2 phút. Căng thẳng quá. Rồi, 2 phút, bắt đầu. Anh là làm kinh doanh mà mỗi kinh doanh thì tiếp khách rất là nhiều, đi về khuya. Vậy thì em nghĩ sao? Cái chuyện công việc thì nó bắt buộc, nhưng mà cũng vừa phải thôi. Không phải là một tuần nhậu hết 7 ngày thì hơi quá đáng. Bạn trai tiếp khách nhiều lắm hả? Dạ, đúng rồi. Tiếp khách là ngồi vậy hoài đó hả? Con như nam tiếp khách đi, nói mạnh mẽ lên chút xíu đi. Còn cái chuyện tiếp khách do công việc thì em không có nói gì, nhưng mà không có cái kiểu là đi thêm lăng nhăng, thêm tăng này tăng nọ, có cả cố thì em không thích như vậy. Trời, anh này anh tiếp khách là có cô chắc mấy cổ mới nói giùm cho anh có nói gì đâu. Có đi tiếp khách mấy tăng rồi. Cái này là phải tùy theo khách đó chứ.
Vậy là có đi đúng không? Tại vì mình phải chiều theo khách chứ không phải, không phải mình chiều theo mình. Thôi hứa gì với ta thì bấm chuông đi. Thì khi có gia đình rồi thì mình phải dành thời gian cho gia đình. Thì bớt lại, thay vì ngày tiệp hai người thì ngày tiệp người thôi. Còn thứ bảy chủ nhật? Thứ bảy chủ nhật thì chắc là phải dành riêng cho gia đình rồi. Thôi hết thời gian. Thôi để tay nút bấm đi. Bây giờ mình quyết định là đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Để bấm à. Trời ơi, giật mình. Tôi tưởng nó là hút rồi chứ. Ủa sao ý định bạn sao mà bạn... Thay đổi phút chót vậy? Lúc bấm lúc không. Em đợi anh hút xong. Đợi hút xong hả? Đợi đếm sau. Bóng tay cứ đi. Anh nha. Trời ơi, rung dữ vậy. Cảm nhận bạn như thế nào? Thôi. Nhát vậy cũng chịu nữa hả? Nhạc vậy thì nó yên tâm hơn chị. Đúng rồi à. Sợ vợ lắm á, sợ vợ không? Ôi đâu, ôi đâu, bạn nói là bạn muốn người cao 1m7 trở lên mà sao ảnh thấp đây, hơn. Đây là cơ hội tìm hiểu thôi ạ. Được rồi, vậy là vui rồi.